Ừ. À, đây này cô bán cá thì rửa sạch rồi về rồi mà cô thì theo thì còn nguyên. Cá là bán đắt hàng lắm anh. À, đúng rồi. Thủ bán anh ơi. Ừ, đó. Ông cô cá này đắt hàng chứ cô cá dưới kia thì ế quá kìa. Cô cá dưới kia là. À, như vậy là tùy cô ấy. Mấy tháng rồi cho cháu đi luôn nè. 5 tháng rồi ạ. Xin chào quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Khánh đang có mặt ở trên này là khu vực mà người địa phương như Khánh thì hay gọi là trên 97. Ở đây quý vị thấy có con đường vào giáo xứ Vĩnh An quý vị này, thuộc về ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai luôn. Con đường này là con đường quốc lộ 20 đi Đà Lạt. Từ đây mà về Dầu Dây thì có khoảng 25 km quý vị ạ. Đây là con đường vào ngôi làng Vĩnh An trong này. Em mời quý vị mình cùng vào tham quan nhé. Để vào được trong ngôi làng Vĩnh An, có giáo sư Vĩnh An đây quý vị, mình phải đi khoảng 3 km quý vị ạ, 3 đến 5 km đấy, đi qua rừng cao su này. Con đường rừng cao su này hiện nay thì được tráng bê tông hết rồi thì cũng đỡ lắm quý vị ạ. Còn cách đây khoảng vài năm thôi ấy, thì con đường nó là con đường đất, và mùa nắng thì bụi và mùa mưa thì trơn và lầy lắm quý vị. Đây là con đường mà đi vào ngôi làng của ấp Vĩnh An cũng như giáo xứ Vĩnh An. Đồng thời trong này cũng có thêm một khu vực cảng cá trên hồ Trị An đấy quý vị. Khánh hay gọi là khu vực chùa đồi cá. Khu vực đó thì trước đây thì mùa nước dâng ấy thì người ta lại phải di chuyển bằng xuồng để ra các cái khu dân cư bên này mua bán gì đó. Còn hiện nay thì cũng có những con đường bê tông rồi và cũng thay đổi nhiều lắm. Khánh mời quý vị mình hôm nay rảnh cùng với Khánh đi tham quan một chút nhé. Hồ Trị An thì là một cái hồ mà rộng tới 300 mấy chục km² mặt nước thôi quý vị, tính diện tích mặt nước thôi ấy. Và mọi người thì cũng như Khánh là cho là đấy là hồ nhiều cá nhất trong những cái hồ của Việt Nam mình, hồ nước ngọt cùng và hồ chủ yếu tạo ra để dùng phục vụ nông nghiệp tưới tiêu, và cái chính là cung cấp nhà máy thủy nước cho nhà máy thủy điện Trị An. Ven ven hồ thì đa số thì bà con người Campuchia, họ di cư từ Campuchia về và họ ở đây họ sinh sống chủ yếu bằng nghề cá quý vị ạ. Nó không lớn bằng Bến Đôn đâu nhưng mà cũng là khu vực đánh cá với bà con sinh sống nhiều lắm. Đây Khánh tới Vĩnh An, ngôi làng Vĩnh An rồi đây. Ngoài đường đầu tiên thì mình đến ấp Vĩnh Na, Mít Nài, sau đó là mình sẽ đến ấp Vĩnh An. Ngôi làng ở đây thì hắn được biết là bà con trồng toàn những cây ăn trái nhiều ấy quý vị, cho nên có thời gian kinh tế họ phát triển lắm. Cây xoài là chủ yếu, rồi bây giờ sầu riêng quý vị cũng thấy này, rồi mít này, cam quýt thì cũng nhiều. Nói chung ở trong này thì Khánh thấy người dân họ, những người dân họ đến đây lâu đời rồi ấy, thì họ khá lắm, họ kinh tế họ phát triển đấy quý vị. Với những căn nhà biệt thự này, quý vị có thể tưởng tượng một trong khu dân cư biệt lập qua rừng cây như vậy, nhưng mà nhà cửa cũng phát triển lắm. Đấy là phía ngoài của ngôi làng.
Còn những mặt trong miệt phía sau vùng sâu hơn gần bờ hồ hơn thì ở đấy thì cũng lại có những người di dân họ về quý vị, họ ở đây sau này và kinh tế họ thì không phát triển bằng. Xa xa Khánh đã thấy có ngôi thánh đường, tháp trường của ngôi thánh đường Vĩnh An đẹp lắm, và phía dưới thung lũng này là có ngôi chợ, rồi ngôi thánh đường, rồi đi tiếp tục xa xa kia nữa quý vị, trên camera thì không biết như thế nào nhưng mà quý vị có thể thấy hồ Trị An. Đây quý vị này, ngôi thánh đường đẹp lắm, ngôi thánh đường không lớn nhưng mà địa thế đẹp. Đây quý vị này, ngôi thánh đường Vĩnh An còn mới lắm, khang trang lắm quý vị này. Khánh trước đây vô thì thấy các ban hành giáo cũng như nhà sứ đang xây dựng khu nhà sứ, hôm nay thì Khánh thấy xong rồi, khang trang lắm. Đây thuộc về ấp Vĩnh An rồi đây, khu vực này thì người ta hay gọi là Vĩnh An luôn. Ở đây có một cái chợ nhỏ quý vị ạ, chợ nhỏ Vĩnh An. Đây giờ này hơn 8 giờ mà Khánh thấy cũng vắng khách. Chị bán mấy giờ mà đã giờ đã dọn về rồi sớm với chị? À, mới có gần 9 giờ mà hết người rồi. Nhưng mà bán buôn bán vậy thì nhàn nhỉ. Được về sớm. Vậy mấy giờ thì mình dọn vô đây rồi? 5 giờ sáng vô rồi, xong rồi 8 rưỡi đã dọn về rồi nhỉ. Mà chị chở nhiều sao chị cũng gửi ở đâu ở đây đi cho nó. À, mình hiểu rồi. Ê. À. Ôi ơi, mình lâu quá rồi không làm nông dân không khiêng được. Nặng gớm, em chở vất vả nha. Mẹ đi chứ hả? À. Em con té xuống đây là xong xe đã về chết rồi. À, vậy đấy. À. Thế là em xuống là em nhận con ăn chứ là. À, tội nha. Vậy là đi tông chết con mình, còn chị đi ngang qua thấy nữa luôn. Ừ, và... con chủ con nó đi chả. À, thế em đi nhá. Dạ. Ừ, đây, đây quý vị ạ. Vâng, thế chúc em đất hàng với nhiều sức khỏe ạ. À, chở nhiều quá. À vậy à, lâu lâu video rồi quý vị này. Chở nhiều. À chở. Ừ. Ừ. Con đi quay phim cảnh tí. Bà bán bánh này bao nhiêu cái bà? À ngon lắm đây. Bánh này bánh trưng không bà nhỉ? À bánh tét 10.000 à. Con lấy bà một cái này. Rồi cái này là bánh chuối à bà nhỉ? Này bánh giò. À bánh giò bao nhiêu cái bà? 5.000 thôi à bà? Đây chắc mua khẩu phần ăn sáng ăn trưa. Thôi con mua cho bà hai cái này này. Cái này với cái này. Cái này với cái này. Cái này ngọt, cái này mặn. À bà lấy cái mặn cho con nhá. Đây. Vâng, đúng rồi, vậy đấy bà. Vâng, vậy được rồi bà. Không, con một cái nữa thôi. Vâng. Thêm cái này không? Không ạ, con ăn vậy thôi. 15.000. Vâng. Gửi tiền cho bà. Bà bán ở đây bao nhiêu năm rồi? À, bánh này thì mới bán 1-2 năm, còn bánh bún thì 70 năm. Ôi giời, bán bún 70 năm á? Ờ, 3 mấy năm ở đây. À. Nghỉ à, mệt nghỉ rồi bán bánh này thôi. Vậy bà làm lấy hay là... Bà làm chứ lấy cho một bánh nhá này. À, bà làm lấy luôn. Chục mà. Vâng, giỏi quá nhờ. Để con lấy tiền. Thôi con gửi biếu bà dư tí này. Đấy, bà cho con gửi đây, tí con ra con lấy nhá. Thôi con biếu bà đấy, dư tí con biếu bà. Vâng, vâng. Con đi bà nhá. Vâng. Đây, cái vị chợ giờ này mới có 8 rưỡi. Cũng văng vắng. Dọn đồ rồi. Khu, những khu chợ quê ở đây thì giờ không còn đặc sản địa phương. Mình đang thu đồ về hay mình đang mua? À đang mua. À cô bán hàng kia
Nãy giờ tưởng đây là cô chủ gian hàng. Quý vị này, ngồi thì cũng giống các cái chợ quê quý vị nhá, nhưng mà các cái mặt hàng ấy, mặt hàng bây giờ thì ở đâu cũng có thể nói du nhập về được hết rồi. Quả dứa, khoai lang quý vị ạ. Rồi quả mướp nhỏ nhỏ thôi. Mướp này chắc ngon. Mình mua về gần đây không ca? Chắc gần đây ấy nhỉ? Mình chắc mua về gần nhà gần đây ấy nhỉ? Đi chợ. Đây bà cụ đi đâu này? À trời quý vị này, gặp bà đi lượm rác mà bà bị nặng tay và bà không lấy tiền đâu. À chị ơi. À hiểu rồi. À cứ lượm về đốt là theo kiểu người bên lương á chị? Ờ vâng, em cũng tưởng vậy đấy, tưởng nhặt rác về. À vâng, cho cụ. Vâng, cho cụ cái gì là cụ không lấy quý vị này. Cho đồ ăn hay cái gì ở đây cũng vậy, các chị đây nói vậy đấy. Vâng. Vâng, con đi nhá. Vâng. Đây, vâng một tí chợ. Rồi mình đi cá thôi muộn quý vị ạ. Ừ, chứ chó công cái gì rồi. Chó công. Con đi quay phim. Vâng, quay tí chợ Việt Nam. Quay YouTube đấy làm gì anh? Quay YouTube thôi mà. À, quay YouTube với đứa bán cá ế đúng không anh? À, cá ế đúng không? Anh quay em cá ế hả? À, bây giờ quay là chắc là ế đây với còn lại đây đây nhỉ? Dạ, đúng rồi. Vâng. Chỉ có những người như này ế thôi. À, kênh người Việt Nam, tên là người Việt Nam em ạ. Người Việt Nam hay đi quay cảnh vùng Gia Kiệm với Đồng Nai. Cá mình là cá sông hết đấy chị nhỉ? Ồ, cá sông ấy quý vị ạ. Đây, gọi là cá ế đây. Vậy thì mình có đi chợ khác không hay làm sao? Hay bỏ mối hay cái gì à? Đây, cá rô phi to quý vị này. Cái mùa lòng bầu cá to rồi sao ấy. Cá chốt. Bà có cá kim à? Nhiều lắm quý vị, cá mè dinh. Đấy. Ê, cái này cá nuôi không em chồng? À, cái này nuôi luôn em hay là? Cái đầu. Bây giờ bao nhiêu một ký chép như vậy em? Dạ, 100 ngàn ký. À, 100 ngàn thôi. À, mình vậy thì cũng bán đắt hàng đấy nhỉ? Bán được 4 phần. Vậy á? À, năm nay... Có mấy kilo mà đã ế. À, vậy năm nay chợ so với năm ngoái vẫn ế à? Ế lắm, chợ so với mùa dịch ế nhiều lắm á. Ủa, so với mùa dịch á? Năm ngoái dịch bán được không? Ồ. So với năm ngoái dịch ăn nữa. Vậy cho nên là mùa Covid ấy, nhiều người lại buôn bán được hơn là đỡ, ý là nó đỡ. Và đúng rồi, và đây cảm ơn em nha. Chúc quay cả ế nhiều hơn tí nữa. Cái ế nhiều. Rồi coi thịt heo có ế không. Hình như heo cũng rẻ mà đúng không chị nhỉ? Ôi giời. Không, mà thông thường là thấy mấy người bán thịt heo bao giờ cũng đẹp hơn là mấy người bán thịt bán cá hay sao ấy. À, đúng không các chị nhỉ? Cái này là gửi cho thủ tướng này anh nè. Gửi cái này cho thủ tướng nha. Đâu. mà thịt heo còn nhiều thật đấy nhỉ? Vâng, bảo với em thấy chưa? Ừ. À, đây này cô bán cá thì rửa sạch rồi về rồi mà cô thịt heo thì còn nguyên. Cá là bán đắt hàng lắm anh. À, đúng rồi. Đủ bán anh ơi. Ừ, đó. Không, cô cá này đắt hàng chứ cô cá dưới kia thì ế quá kìa. Cô cá dưới kia đây. À, như vậy là tùy cô ấy nhỉ? Tùy cô ấy sao ấy? Cô đây rửa xong rồi đồ bán rồi.
À, thịt heo mình năm nay rẻ mà đúng không các chị nhỉ? Vâng. À, mà rẻ trung bình hạ mà không có người mua. À, chắc cũng ảnh hưởng kinh tế đấy. Nhìn chung là thấy ai nếu bình thường họ cũng kêu là năm nay làm ăn khó. Ít tiền quá không ăn thịt heo mà đi ăn cá hay sao ấy. Vâng. Rồi cảm ơn ạ. À. Xin chào ạ. À. Thôi chúc chị bán đất hàng này nè. Trời ơi nhiều món quá, thịt heo rồi giò chả có hết luôn. Vâng, đấy quý vị. Quý vị ạ, năm nay đúng là kinh tế thấy nhiều người kêu khó khăn. Công việc ít. Đấy. Đây cũng cô bán cá là hết sớm luôn này. À. Đây. Như vậy thì mai mốt mình phải ngồi xa xa mấy cô bán cá tí. Mấy cô bán cá đắt hàng quá mà cô bán thịt lại ế rồi. Người ta nguyên ăn cá không ăn thịt rồi. Cá đây cái đâu đâu à đúng rồi ờ đúng rồi quên cô bán gà à quên cô bán gà đây xin chào các chị nhá và quay YouTube ạ. Tên người Việt Nam, cô đây bán thịt heo luôn. Cô bán ngày nửa con à cô? Hay một con? Hay là một cái vai? Cô bán cái 20 kg à? Ờ rồi. Cô bán có 20 kg thôi mà cũng còn phải cỡ 4 kg cô nhỉ? Đâu, chỗ này nhiều á, có 4 kg đâu, 7-8 kg á. 7-8 kg á cô? Dạ. Ồ, sao con nhìn thấy nó ít về 7-8 kg luôn đấy. Thế trời ơi, còn nhiều vậy. Mà bây giờ là ít người đi chợ rồi cô nhỉ? Và đấy. Thôi, con chúc cô sức khỏe nhá, con đi ạ. À. Đây, đây này, cứ bảo, mới bảo mấy cô bán thịt heo đẹp hơn mấy cô bán cá là như cô này chẳng hạn này. Trời ơi, nhìn vào lóng lánh luôn. Lần trước đến quay chị là nếu chị nhớ không nhỉ? Có. Và trước còn gặp cụ. Bên Bắc người ta còn nhìn vào kìa. Ồ, bên Bắc còn thấy chị luôn rồi à? Đấy. À, vậy là mừng rồi. Vậy là được quảng cáo ra miền Bắc rồi. Đây, quý vị này. Lên trước á. À, vậy đấy. Đấy. Lần trước là thấy chị nằm võng vắt vẻo luôn. À. Chị ơi. À, chị ơi lần trước gặp cái cụ cái cụ mà đi gom rác cái cụ đầu ấy nhỉ? À chưa ra tí nữa mới ra. À vậy à. Vâng, để giúp cụ tí quà, để tí quay lại ta thấy cụ để giúp cụ tí quà. Dạ tí xíu nữa. Vâng. Tí nữa bà ra của bà sát nhà em đóng. Vâng. Bà mới ra bà quét. Dạ. Rồi vậy là đây là chợ Vĩnh An, thấy nhiều người trẻ đẹp quá. Đặc biệt là mấy cô bán thịt heo. Rồi vậy chào các chị nhá. Đi ạ. Vâng, chào chị. Vâng. Lại tí bà ra. Vâng, vâng, tí ghé giúp bà tí ạ. Vâng. Chào chị luôn ạ. À. À, dạ. Đây quý vị. À, mới có 8 rưỡi mà chợ đã nghỉ rồi. Thôi mình đi chào cái chị nhá. À. Chị bán bún cũng à bán chè. Và à, chợ vậy đây quý vị này. Nhỏ nhỏ nhưng mà cũng vui, ít người ấm cúng quý vị nhỉ. Nhưng mà hơi buồn là chợ không có đắt hàng. Nhìn chung các cái chợ năm nay có vẻ như vậy đấy quý vị ạ. À, bởi vì kinh tế năm nay công ty bị thất nghiệp nhiều. À, vừa gặp các cô các chị, mình lịch sự thôi mình cứ gọi là chị quý vị. Bán hàng ở chợ Vĩnh An thấy cũng vui quá quý vị nha. Cũng nhớ đến bà cụ đi gom rác ở đấy nữa mà hôm nay là chưa gặp. Bây giờ thì khánh mời quý vị mình vào tham quan khu vực gọi là cái khu vực bến cá quý vị nhá, thu mua cá đấy. Ở đây thì người ta hay gọi chỗ đấy là cái chùa đồi cá. Anh nghĩ là lối này quý vị này, mình sẽ đi quý vị ạ. Đây, thẳng đây cũng là bờ hồ nhưng mà cái chỗ thu mua cá thì chắc bên này. Đúng rồi quý vị ạ. À, đây là khu vực đường vào chùa đồi cá. Khánh cũng ra một lần rồi. Khánh mời quý vị mình cùng tham quan cho vui. Ở phía trước này là khu vực nghĩa địa rồi, anh thấy trên đồi này có khu du lịch camping cắm trại gì cũng lớn lắm quý vị. À, hiện nay thì mọi người cũng hay đến check in lắm. Lần trước anh đến thì đang thấy họ làm đây quý vị này, ngay cái đồi trên này, ngay trên đỉnh đồi đó quý vị ạ. Còn khu vực này thì khu vực nghĩa trang, vừa công giáo vừa bên lương giáo quý vị ạ.
Rồi, Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh tiếp tục nha. Khánh xin cắt máy một chút. Đây quý vị này, chùa Đồi Cá là bởi vì nó nằm trên quả đồi, chung quanh quý vị có thể thấy có nước bao bọc này. Khánh nhớ không lầm gì ngày xưa có những con đường ở đây đường đất và chưa có con đường chính như vậy quý vị, thì có khi người ta phải đi bằng xuồng mới vào được ngôi làng chùa Đồi Cá này. Khung cảnh thiên nhiên đẹp lắm quý vị ạ. Ngày nay thì đây quý vị thấy này, hồ này. Ngày nay thì con đường đã có rồi, con đường này gắn thiết rất cao lên so với chung quanh, cho nên là cuộc sống nó cũng đỡ rất là nhiều. Và quý vị thấy những con đường nông thôn bây giờ cũng sạch đẹp, cây trái vườn tược sung xuê. Tới mùa thu hoạch thì tấp nập nhộn nhịp lắm quý vị ạ. Tới mùa thu hoạch mùa màng như xoài hay mít ấy quý vị. Nhìn chung là Khánh thấy ngôi làng Vĩnh An thì xinh đẹp lắm. Thì ở đâu thì cũng có những người khó khăn một chút, nhưng mà nhìn chung là cuộc sống cũng phát triển nhiều, kinh tế cũng đi lên nhiều, thu nhập người dân cũng ổn định và có thể nói phát triển. Sắp sửa Khánh tới ngôi làng rồi, vừa thấy nước rồi, ở phía cuối ngôi làng này là lòng hồ Thị An luôn. Đây, đây quý vị này, ngày trước nước dâng lên tới đây. Ồ, mọi người đi đánh cá về rồi đấy. Đây là ngôi làng quý vị này. Mình đi một tí. Đây, ăn đi một tí, mời quý vị mình tham quan ngôi làng. Ngôi làng một tí. Đây là ngôi làng mấp mé nước giống như bếm nôm rồi. Đây quý vị này. Đấy, cũng đông người quý vị nhỉ. Đông người mua bán hơn ngoài chợ. Ồ, cây hoa giấy to quá. Ồ, cây hoa giấy quá đẹp quý vị này. Rồi, mình phải đi lối này xuống chùa, lối chùa. Thank you.
lối này mình sẽ ra ngoài khu vực đánh cá về của bà con đây. Đây xuồng cũng nghèo. Vừa đi đánh cá về à chị? À vâng. Ô ô. Có cái gì kia lạ mà quý vị ạ? Kia là khu vực thu mua cá chính đấy quý vị này. Ô này. Ô. Đang rửa lưới chắc quý vị này. Cảng này khá lạ. Đang rửa lưới. Thấy hay quá này, lần đầu tiên thấy công nghệ rửa lưới. Lâu lâu rửa lưới cho nó sạch các quý vị nhá. Hai cái motor. Đây quý vị ạ, hai cái motor để bơm nước cho mắt. Ồ quý vị thấy hay chưa này, xúc lưới quý vị nhá, ra khỏi rác khuẩn. Nước phun quá đẹp luôn. Quá đẹp. Anh đây lưới này gọi là lưới ba màng đó hả anh? À vậy à. Lưới gì anh? À lưới kéo bãi. Vậy hôm mùa này nhiều cá chứ anh chồng? À ít rồi hả con? Tưởng là mùa này bắt đầu nước cạn nhiều cá. À nước mới lên thì nhiều cá hơn á. Ồ hay quá quý vị nha. Anh đang nói là lưới. Vậy á con. Vậy thì. À vậy thì em thấy mùa nào cũng hơi mo rồi. Thấy hôm bữa Tết cũng buồn lắm mà hôm nay vẫn chưa nhiều cá rồi ít. Vâng. Vâng anh lên lưới kéo bãi tức là anh kéo lên bờ bắt đầu anh đi rũ cá ra đúng không ạ? Ồ chưa thấy cái đấy lần nào. Cứ mấy giờ là mình đi đánh cá về anh chồng? À 2-3 giờ chiều à? Ơ như vậy là mình đang chuẩn bị mình đi ăn. À hôm nay nghỉ đấy. Vâng. Trời ơi nước nó ra cái giống như cầu vồng luôn rồi này. Đẹp quá. Ánh sáng là cầu vồng luôn. Biết camera có thấy không quý vị ạ? Có một vòng cầu vồng luôn. Nó đẹp. Hôm nay can rửa lưới cho nên có khả năng nghỉ. Có cầu vồng quý vị ạ, đẹp lắm. Vâng. Đấy quý vị, quá đẹp quý vị nhá. Nước phun giống như là trong những công viên hay là cái tượng đài gì. Đây là khu vực cá của bà con đây. À, nhìn cá bóng nhiều nhăn nhỉ. Đây là chỗ mà anh chị thu mua rồi đang phân loại. Thấy trong này hôm nay nhiều cá bống này quý vị này. À có một chút tép. Đây tép cũng tươi quá này. Chị đang lấy tép tươi. Mùa này nhiều tép không chị ơi? Ít à con? Có mỗi cá bống là nhiều à con? Mùa này hết tép rồi. À hết tép rồi anh. Anh ơi còn gì rồi cá chép, cá rô phi gì thật có không anh? Tép rô phi ít lắm. À nước cũng cho lên đó. À bãi đẻ cá năm nay nó ít. À như vậy là phần cho nước nó phải. Nước nó không có lên được thì cá nó không có săn đẻ nhiều nha. Không có bãi đẻ nó. À không có bãi đẻ. À. Vậy đấy. À cá bống nó là nó ăn các con khác đúng không ạ? Ăn. Năm giờ này giáp đâu phải kiếm được năm nay chắc không bằng 1/20. À như vậy là con lại cá bống này nó cũng hơi phá hại môi trường đây. Hôm bữa thêm cụ kia ông bảo cá này nó ăn hết được thứ khác mà. À. Cá nhỏ, tép gì là nó ăn hết. À vậy đấy. Đấy quý vị là thấy cá bống vậy có hơi có hại rồi. Ăn đây nói cá nó ăn hết những con cá khác cho nên cá tép hay cá cơm thì cũng ít luôn. Mà không có bãi đẻ bởi vì nước nó không dâng, cá nó không có chỗ nó đẻ nhiều.
Rồi, cảm ơn anh ơi, mình mua mang về xe đi đó hả? À, đi về đâu anh? Em về Bình Dương. À, Bình Dương đấy. Ngày nào cũng vô đây hả? Vâng, anh mua mối ở đây rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Chúc buôn bán đất hàng đi đường Bình An. Còn có ốc nữa quý vị ạ. Ốc ở ven hồ chắc không có người dân họ đi bắt. Những người lớn tuổi hay trẻ trẻ họ cũng đi bắt quý vị này. Họ không xuống sông được thì họ bắt. Bé quá quý vị này. Đấy là bé. Đẹp tươi quá quý vị này. Quá trời tươi. Chị ấy chắc là này chắc to đấy bao nhiêu ký chị nhỉ? Bao nhiêu ký cả? Khoảng bao nhiêu cả? Không biết rồi cả. Không biết bao nhiêu mà chắc tép là mắc. Tại năm nay không có nhiều tép. Ờ, quý vị ơi, vô đây mới thấy cá bống với tép không quý vị ạ? Không thấy cá mè rinh hay cá chép hay là cá rô phi gì quý vị ạ? Một chiếc xuồng như vậy, em nghĩ cả hệ thống máy móc thì cũng mắc đấy quý vị nhỉ? Xuồng nhôm và hệ thống motor này kia, máy móc thì em nghĩ phải trên 100 triệu quý vị ạ. Nhưng một chiếc xuồng nhỏ nhỏ thôi thì cỡ 10 triệu thôi. Nhưng mà chiếc xuồng lớn như vậy bằng gỗ thì cả hơn 100 triệu. Còn cái này bằng tôn thì mình không rõ ra giá lắm. Nhìn chung là những người đánh cá ở đây thì đôi khi họ cũng không có vốn nhiều đâu quý vị ạ. Có khi họ phải vay mượn để họ đầu tư vào những chiếc xuồng đánh cá như vậy. Một chiếc xuồng đang về quý vị này. Ở đây anh thấy đặc biệt là loại hệ thống xuồng bằng tôn nhiều và mọi người thì đi đánh cá với có hệ thống motor hỗ trợ lưới. Lưới lớn nhiều quý vị nhỉ. Hiện nay thì các loại lưới xúc, lưới cào thì có vẻ như cũng được kiểm tra gắt gao hơn cho nên là lượng cá những xuồng đó thì ít đi đánh cá hơn rồi quý vị ạ. Thank you.
đây vì thế có cá rô phi to to. Với cái cá rô phi bên sống bên chết rô phi cá mè dinh nữa. Ở đây mùa mà cá nhiều cá to, quý vị có những con cá mè to tới mười mấy ký cũng có đấy quý vị ạ. 5-7 ký là rất là thường luôn, to tới mười mấy ký có khi cũng có. Cá sống nhìn màu đẹp lắm. Con mình đang đi đánh đấy, chuồng nhỏ. Ăn đi từ mấy giờ sáng ăn? Hả? Đi từ mấy giờ sáng? 3 giờ. 3 giờ đi con mình ăn thôi à cả? Mình à. À và nghe nắng đi con mình thôi. Và chào anh, cảm ơn anh nhé. Dạ. Hai vợ chồng luôn. Ít nha. Đây, Bích Thường đi gom cá. Quý vị ạ, vậy là Khánh về vào đây đúng lúc mà các cái thuyền đánh cá đang là về nhiều quá. À, thấy vui và nhộn nhịp lắm quý vị. Lần trước mình đến trễ thì mình không thấy gì. Đây anh chị đang ấy cá bống. Tươi lắm quý vị, còn đang nhảy nhót luôn. Để em quay cái này tí. Tươi quá. Cá bống này bao nhiêu ký đây chị nhỉ? Đây hả? Vàng. Bao nhiêu chị? 70. Vàng. Năm nay thì các anh chị ở đây nói là cả năm nay đều ít cá. À, thông thường tháng này nước nó rút thì nhiều cá hơn một chút, nhưng mà năm nay không biết nước còn sao hay là do hồ mà ít cá quý vị ạ. Và cảm ơn anh chị. Và đây quý vị này, nhiều lắm. Đây anh vừa đi đánh cá về này. Mùa này đúng là cá to. Thế nói anh ạ, không phải tìm cái cá bống to quá. Đẹp quá. Nó còn cả đứa 50 quá. Dạ anh. Sao? Và to quá này. Đẹp quá. Ngon luôn rồi đó. Đẹp quá. Cá bống đẹp lắm quý vị. Ở đây thì người ta mua người ta mang đi luôn, biết là đi đâu. Rồi mình qua bên đây, bà con vừa đánh cá về. Lên có một năm năm kia năm gì quý vị ạ, cách đây 2 năm gắn vô đây thì đông rồi nhiều cá lắm. Ăn, chào ăn. Và anh đi đánh cá về được nhiều không? Ngày cũng 20-30 ký á. 20-30 ký có vậy thôi anh. À ít hơn ngày xưa nhiều nhỉ? Ít hơn. Và ngày trước là phải 40-50 ký anh nhỉ? Ừ. À anh cho cháu đi theo luôn á. Dạ. À anh ở trên cái ghe này luôn à? Dạ không, ở nhà. À nhưng mà đi đánh cá mình coi con cho đi theo mình coi nó luôn hả? Đấy đi đi ạ. Và chào anh nhá. Đây đi đi nè. Đây nữa. Đây khu vực mua cá ở đây nữa. Đông lắm quý vị này. Khánh vừa thấy những chiếc xuồng này về. Đây bên này nữa quý vị này. Đây là hệ thống ròng rọc để chạy lưới quý vị này. Bằng motor luôn. Đây quý vị ạ, những chiếc xuồng ở đây cải tiến bằng sắt rồi, rồi có hệ thống motor chạy hết rồi, cũng văn minh hiện đại hơn ngày trước nhiều rồi. Đây nữa, ở đây thì Khánh vừa thấy mọi người cũng đang là rửa lưới, rửa bằng vòi xịt. Đây, ở đây khu vực này rửa lưới khá lâu rồi quý vị, vẫn chưa xong. Lưới rũ. Công nhận là nhiều rác
nhiều mùn kia ạ. Nhiều những cái hữu cơ, những cái phản cây, mùn rễ cây ấy nhỉ. Nhiều. Và hệ thống lưới này mà rửa được như cái dàn rửa của mấy em bên kia thì cái này sẵn hơn đấy. Rửa vậy thì nó hơi gì là quần quần. Hơi quần quần chứ là mùn nó bay lên nó lại rất xuống lưới lại ấy. Cho cháu đi thì hơi vất vả em chẳng. Mưa gió nó hắt quý vị, cho cháu mới có 5 tháng đi luôn. Ngày nào mình cũng đi vậy á? À vậy đấy. Đây quý vị ạ, cho cả con này cháu bé đi theo. Bởi vì các cháu ở nhà thì sẽ không có ai xem thăm ấy quý vị. Quý vị thấy lần lần sông nước cũng không có gì gọi là sung sướng quý vị nhỉ. Cũng vì mưu sinh hết ấy. Đây quý vị này, lại có gia đình của anh đây, cũng có gia đình đi theo. Không nhận nhiều cá bống nha, không thấy cá khác. Đây quý vị này, lại gia đình đi theo vậy. Quý vị thấy cả gia đình đấy, cả gia đình đều mưu sinh trên hồ vậy. Đây nữa quý vị này. Đây là cá rô đồng quý vị ạ, màu nó lạ. Hôm qua em thấy trên kia thì nó màu đen cơ, đậm đen. À,
cái hình nhìn là đẹp màu. Em quay cá tí ạ. Cá to quá. Đây mới khê cá to này. Kìa con nó mới kìa. Rồi đây còn cái tươi của ao đi. Làm gì? Ờ đây vô sái bụi. Tao không làm gì, tao bắt cái tên tao để làm gì đâu. Ừ. Đó, chụp con nhanh nhanh đi lại. Ồ, cá to đây đi. Ồ, đẹp nha. Đẹp quá rồi. Đây dưới này còn có con cá mè nữa. Là kia cá chết đấy kìa. Ở lòng hồ chắc hại nhất là cá bống với cá lau kiếng. Cá bống thì nó ăn với cá con. Cá lau kiếng cũng nhiều lắm. Thảo ơi, lên sóng. Ồ không, không, à, chỉ có con cá gì to chưa kìa. Chảy người ta cho lên sóng. Đứng khô lắm, làm nghề này đứng khô lắm. Thuyền chị bé mà chị lại đánh được nhiều cá to nhỉ? Thế em thu cái lưới nhỉ? Bãi giỏi, nhiều cầu quá. Lưới da cá to không à? Đó là tui đặc sản quá bác. Ăn hiếm quá bác. Đó. 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 Con cá này to quá này. Không chị ơi, cậu ơi. Không chị nha. Cá lên xe. Đấy là lưới ba màng mới đánh được cá đấy không chị nhỉ? À, to quá. Đây, từng... Nấu ăn dã chiến. Bếp trong chậu nhựa. Đây là khách mua mang về ăn quý vị này. Đây sơ sơ giao thông thất nghiệp đây. Mua cá à, anh có hay vào đây mua không hay lần đầu cho mua đó giờ mấy chục lần rồi à? À, vậy hả? À? Nhiều rồi. Vâng, cho nên có vẻ không? Vâng, có vẻ anh rành chỗ này đó, bự ốc ra. Vâng, ốc đã lắm, bự ra à, bữa nay quay rồi đây nè, cá mè. Vâng, quay mặt em đi cho anh like đây. Đây nữa này anh này, anh ơi. Ừ. Dạ. Chị chó quý vị ạ. Chó này hay đi theo ghe luôn hả anh? Đi xe anh ơi. À đi xe. Nó biết bơi không anh chào? Biết chứ. Vâng, thường là biết bơi chứ nhỉ. Chó bơi. Đây cuộc sống bình dị của làng quê đó quý vị. Ở đây một số những trung tâm thu mua cá tổ chức ăn trưa tại đây luôn. Vậy mấy có thời gian tí đi mua ngoài ăn nó không ngon, ăn giết cá nó không dặn, nấu vậy nó ngon. Đây có khu vực đánh lợp quý vị này.
đánh lập thường và đánh tép. Mấy anh em từ nãy giờ cũng đang là rũ sạch các cái lợp. Sau khi rũ xong thì anh em chuẩn bị lại lên đường đấy quý vị. Giờ này là trưa rồi. Cảng cá có vẻ yên nắng rồi, mới có 11 giờ 15 mà yên nắng rồi quý vị ạ. Có một số thuyền đi rải lưới thì 2-3 giờ chiều sẽ về. Quý vị ạ, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Khánh thấy thì một số chiếc xuồng, chiếc thuyền đánh cá của bà con đi từ 2 giờ tới 4 giờ sáng thì bây giờ đã về, đã hết một ngày lao động đối với họ. Bởi vì họ đi đêm cho nên bây giờ tới giờ họ nghỉ ngơi. Cuộc sống thì nhìn thấy cũng thảnh thơi quý vị nhỉ. Bây giờ thì rất là thảnh thơi. Bên cạnh đó thì cũng còn một số chiếc xuồng thì vẫn đang đi đánh cá buổi ban ngày, tức là họ sẽ đi từ lúc khoảng 9-10 giờ và khoảng 2-3 giờ người ta sẽ về. Ở đây thì quý vị có thể thấy những chiếc xuồng đã neo đậu ở đây yên tĩnh rồi. Mặc dù cuộc sống thì cũng đánh cá cũng theo mùa, lúc được lúc mất, và mùa nắng rồi mùa mưa bão nữa. Quý vị có thể thấy cuộc sống lân đân sông nước của bà con ngư dân. Có những gia đình mang theo cả con nhỏ để cùng nhau, cùng một gia đình đi đánh cá. Quý vị thấy có gì đó cũng thanh bình, cũng thơ mộng. Khánh cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác đã xem phim. Chúc quý vị luôn có những phút giây thư giãn yên bình. Khánh xin chào tất cả quý vị ạ.